không cần nhiều lời, chỉ cần một câu, đó là chốt đơn MSI Rider GE78HX13VH076VN với mức giá niêm yết lên tới là 118.990.000. Thì tại đây, tại Laptop World và trong chính cái video này, em nó được giảm chỉ còn 101.490.000 mà thôi. Giảm gần 20 triệu trên cái chiếc máy siêu phẩm của 2023 như thế này, với cấu hình khủng long cực kỳ luôn. Thế thì GE78 Rider này nó có cái gì khủng khiếp? Laptop World đã có video trên tay review chi tiết cho anh em, cũng như là cả clip test hiệu năng rồi. Anh em có thể vào trong video mình gắn liền ở góc bên phải phía trên này để theo dõi chi tiết nhất về cái chiếc siêu phẩm này anh em nhá. Thế còn trong video giảm giá thì mình chỉ muốn liệt kê cho anh em một số những cái điểm rất là nổi bật trong cái tầm giá, cũng như là những cái ưu điểm của một chiếc laptop gaming kích thước màn hình lớn như là 17 inch, thì hiệu năng của nó và những cái trải nghiệm của nó sẽ ra sao, trang bị khủng khiếp cỡ nào để anh em nắm được. Ngay bây giờ bắt đầu tới ngay với nhân vật chính chúng ta ở đây, MSI Rider GE78HX13V 2023. Có cái gì khủng khiếp trên cái chiếc máy này? Đầu tiên là phải kể đến với một cái thiết bị tối tân trong cái tầm giá khoảng 100 triệu đồng thì chúng ta sẽ có một cái build quality phải nói là miễn chê rồi. Nhà MSI hôm nay với những cái dòng gaming cao cấp thì họ đã khẳng định cái vị thế của mình trên trường quốc tế rồi, không cần gì phải bàn nữa, đúng không anh em? Thế thì build của nó sẽ có những cái gì mà nổi bật? Đây, đầu tiên là chúng ta phải kể đến mặt lưng sẽ là hợp kim nhôm này. Ngoài ra thì ở khu vực mặt C cũng như mặt D thì sẽ có một chút cái sự pha trộn giữa vật liệu hợp kim nhôm và vật liệu nhựa anh em nhá. Toàn bộ khu vực mặt bàn phím sẽ được làm hợp kim nhôm, cũng như là cái khu vực lưới hút gió tản nhiệt cũng sẽ là hợp kim nhôm. Còn đâu thì xung quanh sẽ là vật liệu nhựa, để phần nào đó nó tối ưu về cái trọng lượng của chiếc máy chúng ta mà vẫn đảm bảo cho em nó về cái tính thẩm mỹ và độ cứng cáp. Đó là cái thiết kế bên ngoài, cũng là một cái build quality mà trong tầm giá 100 triệu chúng ta không cần nghĩ tới build đâu. Mà cái điểm nổi bật ở đây là gì? Thứ nhất là về combo cấu hình hủy diệt trong tầm giá luôn. Chắc chắn cho anh em cái điều đó, 100 triệu đồng ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Thứ nhất là một chiếc máy gaming siêu lớn với kích thước màn hình tới 17 inch và tỷ lệ là 16:10 anh em ạ. Độ phân giải sẽ là 2K anh em nhá, 2560x1600. Và cho chúng ta cái tần số quét lên tới là 240Hz. 240Hz cho màn hình 2K kích thước 17 inch. Anh em quẩy game chuyên nghiệp bây giờ chỉ cần tới thế thôi, đúng nào anh em? Màn hình nó vừa sắc nét, nó vừa lớn, tần số quét nó vừa cao và độ trễ 30ms. Cực kỳ ấn tượng cho anh em luôn. Tấm nền này tấm nền IPS anh em nhá, cho góc nhìn rộng và lớp phủ chống lóa, quan sát trên này thì cực kỳ là tốt. Phủ màu chắc chắn rồi, 100% DCP3 là cái chuyện rõ ràng trong ta trong cái tầm giá. Và về những cái công nghệ để mà sử dụng để chơi game trên phần màn hình này thì miễn chê rồi. Nó còn vừa thiên về cái tỷ lệ là 16:10, cho nên là anh em bây giờ sử dụng để làm việc anh em sẽ có một cái workspace nó rộng hơn, đúng không nào? Về cái chiều dọc anh em có thể để thêm những cái khu vực gọi là timeline, anh em sẽ để thêm những cái ô project bên cạnh để có thể duyệt file. Nó cho chúng ta một không gian hiển thị nó là lớn hơn là khá nhiều so với cả chiếc máy 15.6 inch. Và đó, trong tầm giá này thứ nhất đấy là cái màn hình nó rất chất lượng rồi. Nhưng mà về phần cấu hình thì sao? Đi cùng cả một con màn hình 2K 240Hz thì không thể trang bị một combo cấu hình xoàng được. Ở đây chúng ta có hẳn một con i9 Gen 13 13950HX cho chúng ta là 24 nhân và 32 luồng. Trong 24 nhân này sẽ có là 8 nhân hiệu năng cao và 16 nhân tiết kiệm điện. Thì trong cái 8 nhân hiệu năng cao này nó lại cho chúng ta xung nhịp turbo có thể đẩy lên tới là 5.5GHz, còn với 16 nhân tiết kiệm điện sẽ là 4.0GHz anh em nhá. Và mức điện năng tiêu thụ tối đa của con i9 13950HX này sẽ là 157W điện. Nếu anh em thấy 157W điện nó đã là to rồi thì chưa, các đồ họa RTX 4080 với 12GB RAM GDDR6 thì với con 4080 thì nó cũng ăn sương sương đâu đó vào 170W điện thôi. 157 rồi là 170 trên một cái thiết bị laptop như thế này, thế thì tản nhiệt làm cách nào để có thể giúp chiếc máy này có thể tản nhiệt được tốt? Thì đây, một hệ thống tản nhiệt phải nói là siêu khủng luôn, rất lớn ở phía bên dưới mặt đáy này, và khu vực hút gió cũng như quạt tản nhiệt rất là lớn. Khu vực thoát gió thì cũng có 4 cổng, 4 khe thoát gió ra các hướng để giúp cho chiếc máy này nó vận hành được ổn định và mát mẻ nhất. Thì mình cũng đã đi test cụ thể qua những con game rồi, anh em có thể xem qua rõ ràng là nhiệt độ của em nó như là lắp điều hòa bên trong vậy. Mặc dù một combo ăn rất nhiều điện nhưng mà nhiệt độ dao động cho khoảng độ 6x cho tới sấp xỉ 7x độ, thì rõ ràng là cái nhiệt độ này là nhiệt độ quá mát, chứ ở mức max setting điện năng tiêu thụ tối đa chăng nữa thì em nó vẫn trong tay hiệu năng là quá mát và quá ấn tượng anh em nhé. Đó là cái sức mạnh của một combo 100 triệu. Ngoài ra thì anh em không những sử dụng để chơi game, anh sử dụng để render video cũng là thoải mái luôn. Render video 4K đấy, một cái video 4K 25fps mà có edit hoàn thiện, mà chúng ta video dài 5 phút chúng ta render mất có mấp mé gần 2 phút đồng hồ, thì rõ ràng là cái thời gian như thế nó là quá ấn tượng trên cái chiếc máy này rồi. Trên một thiết bị laptop render 4K 5 phút mất có 2 phút, anh em sử dụng bây giờ vào những tác vụ gọi là chuyên nghiệp
là thoải mái chiếc máy này. Edit, đồ họa 2D, 3D các thứ, vô tư, làm cái gì cũng được anh em nhá. Ngoài ra nữa thì anh em biết rồi đấy, những cái bộ phần mềm đồ họa nó thường là ăn rất nhiều tài nguyên. Game thì chúng ta không nói đến nhiều, nhưng mà làm đồ họa chúng ta cần rất là nhiều tài nguyên về CPU, về RAM, về card đồ họa đúng không? Kể cả về SSD. Thì combo này nó thuộc dạng gần như là mapping rồi anh em ạ. Ở đây chúng ta có RAM 64GB DDR5 Dual Channel lắp đặt bởi 2 thanh 32 và băng thông từ 5200MHz. SSD cũng được lắp đặt 2 thanh 2T nữa. Tổng cộng chúng ta có tận 4TB SSD PC Gen 4X4. Tức là bây giờ chúng ta có thể sử dụng con này như là một bộ PC di động vậy. Chúng ta cầm đi đâu chúng ta làm việc cũng là được. RAM 64GB. Bây giờ chúng ta trang bị một con PC một RAM 64GB vác cái lưng có phải nhọc hay không? Thì ở đây chúng ta có hết ở trên cái chiếc máy này anh em nhá. Đó, những ai mà cần một cái tính di động mà có thể làm việc ở bất kỳ đâu thì chắc chắn cái con máy này sẽ dành cho người anh em. Thì về cái combo cơ hình là như vậy. Về cái hiệu năng thì có lẽ không cần chứng minh nhiều nữa. i9-13950HX, dòng CPU HX còn là i9 Gen 13 thì có lẽ là không cần phải bàn nữa rồi đúng không anh em? Không cần nhiều lời nữa rồi. Các đồ họa cũng thế, 4080 còn là Max Power nữa, chứ không cần nhiều lời nữa rồi. Nó cho chúng ta hiệu năng chơi game hay là làm đồ họa vô tư. Ok. Ngoài ra những cái trang bị khác thì chiếc máy này kiểu là bàn phím thì sẽ là đến từ Stealth Series. Hơn nhất là phiên bản này sẽ không có bàn phím cơ đến từ Cherry. Nhưng mà với con phím này thì sử dụng đến nhu cầu chơi game hay làm việc thoải mái ở bất kỳ đâu rồi anh em nhá. Có LED RGB per key phía bên dưới. Và ngoài ra nữa thì em nó cũng có cho chúng ta một cái giải LED RGB ở phía bên phía người dùng. Đấy. Cái LED này mới là có giá trị cho người dùng này. Tức là chúng ta có thể quan sát được, chúng ta có thể check in gọi là sống ảo trước cái máy này được. Chứ còn trang bị LED ở đằng sau như một số hãng thì chúng ta sẽ chỉ gọi là show cho người ngoài xem thôi, chúng ta sẽ không thể quan sát được điều đó. Thì MSI làm điều này phải nói là khá tốt. Về cái phần mặt lưng thì cũng có logo khiên rồng, có LED RGB luôn anh em nhá. Đó là với phần LED. Rồi, những cái trải nghiệm ở trên một chiếc laptop 100 triệu về bàn phím trackpad thì không cần phải nói đến nữa. Có một thứ này, pin. Anh em muốn sử dụng ở bên ngoài thời gian trụ nó được trâu hơn thì ở đây chúng ta có viên pin thế là 99,99 Wh, là một viên pin tối đa được phép trang bị cho một chiếc laptop để anh em có thể trụ được ở bên ngoài là thời gian trâu nhất có thể, cũng như là được bung cho chúng ta một cái mức điện năng tối đa để cho cái combo này nó vận hành được max công suất. Thì đó là với viên pin, phải nói là cũng rất là to, rất là ấn tượng đúng không anh em. Bên cạnh đó thì mang lại một cái trải nghiệm âm thanh nó được chi tiết nhất thì em nó cũng được trang bị đến tận là 6 loa trên chiếc máy này anh em ạ. Đó, loa ở phía bên trên mặt C này, loa ở phía bên cạnh máy này, đấy. Tất cả đều mang lại cho người dùng một cái trải nghiệm âm thanh stereo phải nói là cực kỳ ấn tượng trong một thiết bị 100 triệu này. Và tất cả mọi thứ thì nó gần như là trang bị chúng ta mapping cao cấp nhất có thể cho người dùng rồi, đúng không nào? Và với một chiếc laptop 100 triệu như thế nhưng mà trọng lượng của nó sẽ chỉ là 3,1 kg. Nghe mình nói nhỉ, chỉ là 3,1 kg thì cái phần 3,1 nghe có vẻ là khá nặng. Nhưng mà anh em phải để ý nhá, laptop 17 inch rất lớn như thế, pin 99,99 Wh, tản nhiệt rất to, vỏ lại còn có nhôm dày cứng chắc như thế này, lại còn đi cùng với cả một combo cấu hình gần như là mapping của 2023 nữa, thì rõ ràng cái trọng lượng 3,1 kg này là hoàn toàn chấp nhận được để anh em có thể mang đi ra bên ngoài sử dụng, di động hơn rất nhiều so với cả một bộ PC, đúng không nào anh em? Và trong một chiếc laptop MSI chính hãng, được bảo hành chính hãng như thế này, với cái mức giá giảm lên tới là gần 20 triệu đồng thì rõ ràng đây là một cái deal mà anh em nên cân nhắc. Rõ ràng là nên cân nhắc nếu mà anh em làm nghề chuyên nghiệp, anh em thường xuyên phải đi công tác, đi máy bay rất là nhiều ra nước ngoài, làm những cái job ở bên nước ngoài thì những cái thiết bị như này sẽ là phù hợp với anh em. Hoặc là chúng ta sẽ thường xuyên phải di chuyển rất là nhiều thì những cái thiết bị di động như thế này với hiệu năng khủng khiếp như thế này nó sẽ là dành cho anh em. Ok, nó không chỉ là một thiết bị để chúng ta chơi game giải trí, nó còn là một cái cần câu cơm nữa, đó là theo cái đánh giá của cá nhân mình anh em nhá. Thế thì còn anh em cảm thấy sao với chiếc máy này và mức giá giảm thế đã phải là hấp dẫn với anh em hay chưa? Để lại bình luận bên dưới nhá. Đừng quên cho Laptop Boy một like và một sub, cũng nhấn nút chuông không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.